Hey guys, hôm nay mình sẽ chơi một cấp độ mới của Deathlight Fanmade, nhưng lại sử dụng nhạc của Ronnie Sky có tên là Labyrinth. Các bạn nghe có quen không? À quên. Và level designer của cấp độ này có tên là Ba La Ba J. Ok, let's go. Wow, có khá nhiều tab ở đây, rất là mỏi tay. Oh, rất là đẹp, level khá là đẹp, rất là mỏi tay các bạn. Oh my god. Wow. Ôi. Cấp độ này rất là mỏi tay. Rip my finger. Yeah. Video của mình đến đây là hết rồi. Bye bye.